Chương 1321. Thấy Hải Loa nhìn quanh, Ngu Thượng Nhung đưa bã vụn trong tay cho Hải Loa, khẽ nói, cầm đi. Tạ ơn nhị sư huynh tặng lễ vật. Không phải lễ vật, đem vứt dùm ta là được. Ngu Thượng Nhung nói, Hải Loa rầu môi, dậm chân giận dỗi rồi xoay người rời đi. Ngu Thượng Nhung khẽ lắc đầu mỉm cười, tính tình tiểu sư muội bị lây của Tiểu Diên Nhi rồi. Cùng lúc đó, tại kinh thành, lão giả lưng còng nhìn ngọc bàn trong tay dần dần ảm đạm, trên mặt xuất hiện nụ cười xảo trá. Vừa rồi ngọc bàn tỏa ra quang mang đại thịnh, sau đó lại ảm đạm vô quang. Lúc này lại xuất hiện quang mang nhàn nhạt, lão giả lưng còng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Tìm được ngươi rồi. Tại chỗ lão đứng chỉ còn lưu lại từng đạo tàn ảnh, lão lao vọt về phía hoàng cung. Bách tính đi trên đường chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh vừa thổi qua, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì khác. Chưa tới một khắc đồng hồ sau, thân ảnh lão giả lưng còng đã xuất hiện trên tường thành. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng hận tất có điểm đáng buồn. Nhỏ yếu chính là điểm đáng buồn nhất ở nơi này. Lão nhảy xuống, phóng về phía mấy tòa cung điện. Lão giả lưng còng không phải người ngu xuẩn, mà ngược lại, sở dĩ Tần Mạch Thương phái lão đến báo thù là bởi vì lão làm việc luôn rất cẩn thận, người Tần gia đều gọi lão là Đà gia. Lão làm việc rất quỷ dị, lúc nào cũng có một số ý tưởng kỳ diệu. Lão giả lưng còng đi qua Thái Cực Điện, lại đi qua Tuyên Chính Điện. Trên đường đi có không ít thái giám cung nữ lui tới nhưng không một người nào có thể phát giác ra nơi này có một cao thủ thần bí đang lẻn vào. Có mấy vị tiên sinh Ma Thiên Các tọa trấn hoàng cung, chỗ an toàn nhất trên đời này chính là ở đây chứ đâu nữa. Trong hành lang cách đó không xa, mấy cung nữ thái giám vừa đi lại vừa thảo luận mấy câu. Hư ảnh lão giả lưng còng nhoáng lên, xuất hiện trên nóc nhà gần đó. Lão cúi thấp người quan sát đám thái giám. Nghe nói tháp chủ Bạch Tháp Lam Hy Hòa là cao thủ 13 mệnh cách cũng phải thua trong tay Lục Các chủ, một chiêu cũng không tiếp được. Nghe được lời này, lão giả lưng còng khẽ nhíu mày. Nơi này có cao thủ. Mấy trăm thiên giới bà sa của Hắc Tháp, kể cả Hạ Tranh Vanh 12 mệnh cách cũng bị Lục Các chủ dùng một chiêu đánh bại. Chỉ có một chiêu. Khi đó Lam Tháp chủ cũng có mặt, bị dọa đến mức phải bỏ chạy trở về Bạch Tháp. Tình cảnh lúc đó hủy thiên diệt địa, càn khôn đảo ngược, âm dương. Âm dương, âm dương bất xứng. Cái thứ chưa từng đọc sách thì bớt khoe chữ đi. Nói tóm lại là rất lợi hại. Đám thái giám nghị luận mấy câu rồi không nói gì nữa, đi về phía xa. Lão giả lưng còng vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt tỏa ra lục quang, cẩn thận cảm thụ từng động tĩnh gió thổi cỏ lay khắp bốn phía. Thật sự có cao thủ như vậy, lão giả lưng còng có chút không dám tin. Lão lấy ngọc bàn ra, phong bế quang hoa, ngọc bàn khẽ rung động. Khí tức của thành, thiên ngọc đang ở ngay gần đây nhưng rất yếu ớt, phải đứng cách đủ gần thì ngọc bàn mới cảm ứng rõ ràng được. Lão cất kỹ ngọc bàn, toàn thân như một cơn gió lướt về phía Tĩnh Ninh Cung. Khi bay qua một tòa cung điện, lão giả lưng còng nhìn thấy một thanh bảo kiếm khách đang đi trên đường. Kiếm khách. Nơi này là hoàng cung, nếu đối phương là đại nội cao thủ sẽ không ăn mặc như vậy, trông chẳng khác gì một tán tu trong tu hành giới. Lão thử cảm giác khí tức của thanh bảo kiếm khách. Lục quang trong mắt lóe lên, khóe miệng lão khẽ nhếch. Chỉ có thập diệp. Lão giả lưng còng không muốn để ý tới tên kiếm khách này. Trong mắt lão, thập diệp chính là một con kiến nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn, đến mức lão chẳng muốn phải lãng phí tinh lực để dẫm chết nó. Thế nhưng khí chất của tên kiếm khách này cùng với loại khí tức kỳ lạ kia khiến lão cảm thấy rất kỳ quái. Có đôi khi trực giác của một người sẽ chuẩn xác đến khó tin. Lão giả lưng còng cảm thấy con kiến này rất đặc biệt đến mức lão muốn tự mình bóp chết nó. Chỉ là thập diệp, đi trên đường còn cao ngạo như vậy làm gì, kiếp sau hãy cụp đuôi mà làm người. Bàn tay lão chạm vào ngọc bàn, trên ngọc bàn toát ra từng sợi khói xanh. Khói xanh tựa như độc xà bay lướt về phía Ngu Thượng Nhung. Khói xanh hóa thành một làn gió nhẹ thổi phất qua gương mặt góc cạnh của Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung dừng bước, đưa mắt nhìn sang hai bên. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, hắn tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Lão giả lưng còng nhíu mày, không chết, không có khả năng, không có đạo lý. Làn khói xanh mà lão vừa thi triển ra chính là một loại vu thuật cực kỳ quỷ dị ẩn bên trong ngọc bàn, là một loại thuật giết người rất khó có thể phát hiện. Một khi bị khói xanh bám vào người, da thịt sẽ thối rữa ngay lập tức, chỉ còn lại một bộ xương.
Lão giả lưng còng cảm thấy trong hoàng cung có thể có cao thủ cường đại tồn tại nên mới thi triển loại thủ đoạn giết người vô hình bằng vu thuật này. Lão thu liễm toàn bộ khí tức trên người, biến bản thân thành một vật chết không còn khí tức rồi gọi ra một làn khói xanh khác. Khói xanh bay ra giữa không trung biến thành cơn gió mát lướt về phía Ngô Thượng Nhung, lần này gió lớn hơn vừa rồi một chút. Nhưng cơn gió này vẫn thổi ngang người Ngô Thượng Nhung mà không để lại bất kỳ di chứng gì. Chương 1322. Sao có thể? Lão giả lưng còng không thể tin nổi, đôi mắt xanh lục như độc xà nhìn thẳng vào thanh bảo kiếm khách đang chậm rãi đi dưới mặt đất. Lão không tin vu thuật của mình lại thất bại. Nhưng khi vừa nâng tay lên định xuất thủ lần nữa, xin lỗi, quá tam ba bận. Ngô Thượng Nhung đạp đất bay lên phóng về phía mái điện, thân ảnh như thiểm điện, trường kiếm huy động, kiếm cương nở rộ như pháo hoa. Vù, lão giả lưng còng hóa thành một cơn gió lướt đi mất, lão không thể bại lộ. Ngô Thượng Nhung lăng không lơ lửng trên nóc đại điện, nhìn về phía ngọn gió vừa lướt đi, khẽ nói, cao thủ. Hắn không tiếp tục đuổi theo mà quay trở về trong cung điện, định báo lại chuyện này cho Tư Vô Nhai. Nhưng mà, lão giả lưng còng bay lướt ra khỏi cung điện rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngô Thượng Nhung không đuổi theo, lập tức nhíu mày, sao có thể không chết. Lão vốn định dẫn dụ thanh bảo kiếm khách ra, sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết kẻ này. Nhưng không ngờ đối phương lại không thèm đuổi theo. Vì sao lại như thế? Rõ ràng trên người hắn chỉ có khí tức thập diệp. Rõ ràng là yếu đến không thể yếu hơn, nhưng kiếm thuật lại mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Lão giả lưng còng lập tức bay vòng trở về, lướt đến trên tường thành nhìn lại, nhưng thanh bảo kiếm khách đã không còn thấy bóng dáng. Lão giả lấy ngọc bàn ra, cấp tốc lướt về phía hậu điện, tốc độ nhanh đến cực hạn, không bao lâu sau đã xuất hiện trên không trung một tòa đại điện. Ngọc bàn khẽ rung động, chính là chỗ này, nơi phát ra khí tức thanh thiền ngọc. Phản ứng của ngọc bàn đã chứng minh điều này. Đúng lúc này, lão giả nhìn thấy trong hoa viên có một nữ tử ưu nhã đang ngồi trong lương đình, trước mặt nàng đặt một cây cổ cầm tinh xảo vô cùng. Mỗi khi nữ tử kia di động, ngọc bàn sẽ xuất hiện ba động theo. Thì ra thanh thiền ngọc nằm trong tay ngươi, lão thử cảm giác tu vi của nữ tử. Kết quả giống với thanh bảo kiếm khách kia, đều rất nhỏ yếu đến mức lão chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng mà lão vẫn cực kỳ cẩn thận, bởi vì kẻ có thể đánh hạ một mệnh cách của thiếu chủ Tần Mạch Thương thì sao có thể là kẻ yếu. Dù nói thế nào thì hôm nay, mục đích chính của lão khi đến đây là để báo thù cho thiếu chủ, lão nhất định phải giết người. Ngọc bàn xoay tròn, khói xanh toát ra biến thành hình cự xà, dương nanh múa vuốt nhào về phía nữ tử. Vù, khói xanh bay lướt qua. Nữ tử kia vẫn bình an vô sự, không chỉ không xảy ra chuyện gì mà còn cảm thấy tâm tình vui vẻ, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão giả lưng còng thấy vậy thì kinh hãi, hôm nay thật đúng là gặp quỷ. Một tên thanh bảo kiếm khách giết không chết thì thôi đi, bây giờ lại thêm một tiểu nha đầu cũng không nể mặt mũi, dù gì ta cũng đang công kích ngươi đó, phối hợp diễn một chút có được không? Tâm tình lão giả lưng còng muốn sụp đổ. Lão đã ý thức được có lẽ do vu thuật có vấn đề chứ không phải đám kiến hôi này mạnh mẽ bao nhiêu. Nhỏ yếu chính là cái tội. Lão giả tạo thành thủ ấn, từng đạo thanh ấn dung nhập vào màu trời khiến người ta rất khó phát giác. Đây chính là một trong những ưu thế lớn của bọn hắn. Đúng lúc này, nữ tử kia nâng tay, 10 ngón tay như bay như múa, cổ cầm rung động. Một đạo cầm cương cực lớn xuất hiện trước người nữ tử. Giai điệu du dương truyền ra như thủy triều, phô thiên cái địa đánh tới. Không đúng, là cao thủ. Lão giả lưng còng giật mình, thu hồi thanh ấn, lướt về phía hậu phương và ẩn nấp sau một tòa kiến trúc. Không, vội, chờ một chút vậy. Có thể kháng cự được vu thuật sao có thể là kẻ yếu. Lão quyết định không tiếp tục sử dụng vu thuật mà cẩn thận chờ thời cơ thích hợp cho đối thủ một kích chí mạng. Lão giả lưng còng ẩn nấp, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không ngờ một hồng liên giới nhỏ bé như vậy lại có tàng long ngọa hổ ẩn tàng dù mặt ngoài bọn hắn đều có vẻ yếu ớt không thể chịu nổi. Còn may lão nô đủ cẩn thận. Thiếu chủ, một mệnh cách của ngài bị đánh hạ cũng không oan. Cùng lúc đó, Ngô Thượng Nhung đã truyền tin tức này cho Tư Vô Nhai. Lão thất thông minh, nhất định có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó tốt hơn. Ngô Thượng Nhung có thể sống đến hôm nay cũng nhờ vào khả năng phán đoán vô cùng chuẩn xác của hắn. Hắn có thể đoán ra cơn gió vừa rồi mình gặp phải có thực lực vượt xa bản thân,
chỉ là hắn không rõ vì sao đối phương không đánh lấy một chiêu đã bỏ chạy. Thực lực đối phương cao cường, Ngu Thượng Nhung đương nhiên sẽ không đuổi theo. Sau khi biết được tin tức này, Tư Vô Nhai đặc biệt coi trọng, lập tức đi tới Dưỡng Sinh Điện khom người nói, sư phụ, có thích khách, xin sư phụ nhất định phải cẩn thận. Lục Châu đang nhắm mắt ngồi tu hành trong Dưỡng Sinh Điện, nghe vậy bèn mở mắt ra. Có lẽ vì phải đóng vai lão nhân quá lâu nên lời nói cử chỉ và tâm thái hiện tại của hắn đều chẳng khác gì một ông cụ non. Đương nhiên dù mang dung mạo trẻ trung nhưng uy tín của hắn vẫn cao vô cùng. Đã biết, Lục Châu đáp lại một câu rồi dừng việc tu hành lại. Nghĩ tới phù văn thông đạo trên đỉnh núi tuyết, Lục Châu mặc niệm khứu giác thần thông. Lần theo ký ức về mùi vị trong não hải, Lục Châu không ngừng tăng lên phạm vi bao trùm thần thông. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1323. Trong phạm vi 100 mét không có phát hiện, phạm vi 1000 mét cũng không có phát hiện. Lục Châu tiếp tục mở rộng thần thông bao phủ cả Tuyên Chính Điện và Hậu Cung, cuối cùng bao trùm cả Hoàng Cung. Thích khách sẽ núp ở đâu đây? Lục Châu vừa suy tư vừa tìm kiếm. Đối phương đã dám đến, chắc chắn tu vi của hắn cao hơn Tần Mạch Thương nhiều, phải giữ lại đầy đủ thái huyền chi lực để sử dụng. Khi khứu giác thần thông lướt qua một bức tường vây, Lục Châu bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc. Tìm ra rồi, mùi mà hắn vừa ngửi được giống hệt mùi lưu lại trên ngọn núi tuyết. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, cửa Dưỡng Sinh Điện mở ra rồi đóng lại, một trận gió bay lướt qua người Tư Vô Nhai rồi biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Tư Vô Nhai rụi rụi mắt. Ta hoa mắt rồi sao? Nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được không phải, lập tức phi hành đuổi theo sau. Lão giả lưng còng trốn phía sau công trình kiến trúc, lợi dụng ngọc bàn để xác định vị trí của thanh thiền ngọc, chính là xung quanh tiểu cô nương đang ngồi đánh đàn kia. Lão cảm giác ba động, xung quanh, sau khi chắc chắn không có người tới gần và cũng không có khí tức cường đại nào, hai mắt lão toát ra lục quang, một cỗ sát khí từ trên người lão từ từ khuếch tán ra. Hôm nay dù là ai tới cũng đừng hòng cứu được ngươi. Lão vừa dứt lời, Hồng Cương đột nhiên xuất hiện đầy trời, ồ ạt tấn công về phía lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng lập tức cả kinh. Nha đầu, ngươi đã phát hiện ra ta. Trực giác của Hải Loa rất tốt, sau khi những hiện tượng dị thường liên tục xuất hiện, nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của địch nhân. Hải Loa đạp không bay lên, toàn thân xoay tròn, cửu huyền cầm bộc phát ra âm công dồn dập như mưa to gió lớn. Lão giả lưng còng mau chóng bay vọt đi, trong lòng bàn tay hiện ra quang, tiểu nha đầu ngu ngốc, ngươi dám trêu chọc ta. Tu vi lão cực cao, thấy âm luật mãnh liệt vượt xa tu vi thập diệp, lão quyết định dùng một kích tất sát. Hải Loa bay vút về sau, Hồng Cương đầy trời cùng âm công tụ tập lại một chỗ như đao cương chém về phía lão giả. Như nàng phát hiện tất cả chiêu thức tấn công của mình chỉ vẻn vẹn khiến tốc độ của lão chậm đi một chút mà thôi. Hải Loa cau mày. Nàng nhận ra địch nhân rất cường đại, sao lại mạnh như vậy? Nhưng nàng làm sao biết được, cảnh giới tu vi của đối thủ hơn nàng rất rất xa, nàng có thể khiến tốc độ của lão chậm đi một chút đã là vô cùng ghê gớm. Thân ảnh lão giả lưng còng nhanh như thiểm điện vọt tới, năm ngón tay vươn ra quặp xuống như móc câu chụp về phía nàng. Hải Loa nâng cửu huyền cầm lên, ra sức búng dây đàn, tang tang tang. Âm công bắn ra rất khó nghe, chói tai vô cùng. Tựa như là tạp âm khiến lão giả lưng còng tâm phiền ý loạn. Đây chính là một trong những ưu thế của âm công. Tu hành giả có nhục thân cường đại, tu vi cao thâm, nhưng chung quy vẫn không phải kẻ điếc. Người có tâm trí không tĩnh, lục căn không tịnh thì cho dù có tu vi cao cũng sẽ bị âm công quấy nhiễu. Vấn đề tâm lý cũng là một trong những nhược điểm của con người. Lão giả càng nghe càng phẫn nộ, quyết định dùng toàn lực ứng phó. Lão tung trưởng vỗ nát toàn bộ âm công và âm cương. Rốt cuộc chênh lệch giữa đôi bên vẫn quá lớn. Hải Loa rơi xuống đất, nàng đã không còn sức lực chống cự. Nàng không sợ hãi, chỉ là theo bản năng ngoảnh đầu đi. Ngay khi thanh trưởng chuẩn bị ập xuống đánh nàng tan thành cho bụi thì ầm một tiếng. Lão giả lưng còng bị một đạo lam quang đánh bay, toàn thân xoay tròn như trong chóng, không ngừng bị đẩy ra sau. Khi bay đến hơn 100 mét thì thân ảnh của lão bỗng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Hải Loa mở mắt ra, đôi mắt to chớp chớp, miệng thì thào, "A, ta không chết." Một thân ảnh đang đứng chắn ở trước mặt nàng, chỉ có bóng lưng,
nhưng bóng lưng kia thẳng tắp mà kiên nghị tựa như núi Thái Sơn, vững chãi không ai có thể dung chuyển. Người đó thả lỏng hai tay đặt ở phía sau, mắt nhìn về phía trước. Hải Loa hiếu kỳ không thôi, lập tức đi sang bên cạnh để nhìn rõ gương mặt đối phương. Đó là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo xuất trần. Đa tạ tiểu tiên sinh ra tay cứu giúp, Hải Loa rất lễ phép nói. Lục Châu không để ý đến nàng mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào phương hướng lão giả lưng còng vừa biến mất. Nha đầu này, tiên sinh thì tiên sinh, vì sao còn phải thêm một chữ tiểu phía trước làm gì? Tiểu, tiểu. Hải Loa thấy đối phương không trả lời, định đến gần hắn để nói lời cảm ơn. Cách đó không xa trên nóc nhà có một thân ảnh bay lướt đến nói, tiểu sư muội, không được vô lễ. Nhị sư huynh, còn không mau bái kiến sư phụ. Ngu Thượng Nhung nói, Hải Loa không hiểu ra làm sao. Lục Châu không có thời gian giải thích những chuyện này, mũi chân điểm nhẹ, toàn thân bay lướt lên không trung đuổi theo người kia. Hải Loa ấp úng nói, nhị sư huynh, huynh đang nói đùa phải không? Ngu Thượng Nhung cười nói, nhị sư huynh giống người thích nói đùa. Thế thì không phải, đó thật sự là sư phụ. Hải Loa giơ ngón tay lên chỉ về bóng ảnh phía xa. Chương 1324. Không thể giả được, Ngu Thượng Nhung bay lướt xuống đứng bên cạnh Hải Loa, sư phụ tìm được một kiện thánh vật giúp hấp thụ sinh cơ. Hải Loa lộ vẻ kinh ngạc, Tư Vô Nhai cũng từ xa bay tới, đáp xuống đứng trước mặt hai người. Sư phụ đâu rồi? Ngu Thượng Nhung chỉ tay về cung điện phía bắc. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn Hải Loa, nói, ta nghe được tiếng cửu huyền cầm mới biết nơi này xuất hiện thích khách. Hải Loa nói, thất sư huynh, các huynh đều biết người đó là sư phụ. Tư Vô Nhai nói, hiện tại không có thời gian giải thích với muội, thân phận của sư phụ rất đặc thù, chuyện này không nên truyền ra ngoài, đồng môn biết rõ là được. Nếu Tư Vô Nhai chưa từng chứng kiến chuyện của Lục gia thì cũng cho rằng không cần giấu giếm. Nhưng bây giờ xem ra, làm vậy rất dễ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nha, Hải Loa gật đầu, Tư Vô Nhai bay lướt về phía xa. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mà đứng, chợt lên tiếng, tiểu sư muội, trông muội có vẻ không vui cho lắm. Hình như sư phụ không thích muội, Hải Loa lẩm bẩm nói. Ngu Thượng Nhung mỉm cười an ủi nàng, đừng có nghĩ nhiều, muội nhập môn trễ nhất nên không hiểu rõ tính tình sư phụ. Sư phụ đối với ai cũng như thế cả. Thật sao? Dù là cửu sư muội cũng sẽ có lúc bị mắng mà. Chỉ là muội chưa có cơ hội nhìn thấy thôi, Ngu Thượng Nhung nói. Phanh. Một đạo hồng long lượn vòng bay đến, Tiểu Diên Nhi đạp trên Phạm Thiên Lăng chạy tới, nhìn trái nhìn phải rồi nói, đâu có việc gì đâu, nhị sư huynh lại lừa gạt muội. Sư phụ ở đâu chứ? Ngu Thượng Nhung đầu đầy hoang mang. Vốn cho rằng Hải Loa sẽ thương tâm, nào ngờ Hải Loa tựa như nhìn thấy tri âm, lập tức đạp không bay lên đứng bên cạnh Tiểu Diên Nhi. Kéo tay nàng lại nói khẽ, cửu sư tỷ, nói cho tỷ nghe một bí mật, sư phụ trở nên trẻ tuổi rồi. Tiểu Diên Nhi gãi đầu, nghe không hiểu. Ngu Thượng Nhung bất đắc dĩ lắc đầu, các muội cẩn thận đó. Nói xong, thân ảnh hắn nhẹ như chim, yến bay vút vào không trung, đuổi theo kẻ xâm nhập. Lục Châu bay đến cung điện phía bắc, vừa đạp không hành tẩu vừa vận dụng khứu giác thần thông. Trên không trung lưu lại mùi hương quen thuộc, Lục Châu thỉnh thoảng bay sang bên trái, thỉnh thoảng lại tấp sang phải, cho đến khi dừng lại. Lục Châu xác định con chuột kia đang ẩn nấp trong khu vực này, không chạy ra được. Tuyên chính điện lúc này đã phủ đầy cao thủ đại nội, đạo văn trên tường thành cũng đã mở ra. Thần thông thiên thư nói cho Lục Châu biết khí tức nơi này là nặng nhất. Lục Châu trầm thấp nói, ngươi cho rằng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay lão phu. Lục Châu biết đối phương có thể nghe được lời mình nói nên không vội vã, vẫn lăng không lơ lửng đứng trên bầu trời, mặc niệm thính giác và khứu giác thần thông. Động tĩnh bốn phía dù là tiếng gió thổi cỏ lay đều truyền vào tai hắn. Lục Châu đột nhiên xoay người, nhấc tay trưởng về phía bắc. Trưởng ấn mang theo kim quang lóng lánh đánh vào mái ngói lưu ly trên nóc điện, mái ngói vỡ vụt ra. Lão giả lưng còng cả kinh lăng không lui lại, thân ảnh bại lộ trước mặt Lục Châu. Lục Châu lạnh nhạt nhìn hắn, tiểu nhân vật. Lão giả lưng còng nhìn chằm chằm Lục Châu, ngươi cũng có tài đấy. Lục Châu nói, lão phu đang sầu vì không tìm thấy ngươi, không ngờ thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Lão giả lưng còng chậm rãi lấy ngọc bàn ra xem, ngọc bàn khẽ rung động với biên độ không lớn. Lão thu hồi ngọc bàn rồi hỏi Lục Châu, thanh thiền ngọc đang nằm trong tay ngươi. Lục Châu cũng không vội vã xuất thủ,
biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối phương đến từ Tần gia ở Thanh Liên giới. Nếu có thể hỏi rõ ràng để ngăn chặn phiền phức liên tiếp sau này thì không còn gì tốt hơn. Hắn không trả lời câu hỏi của lão giả mà hỏi ngược lại, người trẻ tuổi đó là chủ tử của ngươi. Lão giả lưng còng hừ một tiếng, ngươi lấy thanh thiền ngọc của thiếu chủ thì thôi, lại còn đánh giết một mệnh cách của ngài, ngươi ra tay ác độc như vậy sao ta có thể tha thứ cho ngươi. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung từ xa lướt tới, tốc độ như thiểm điện khiến lão giả lưng còng có hơi chột dạ. Vừa rồi khi tung trưởng giết Hải Loa, lão đã cùng Lục Châu đối trưởng nên có thể cảm nhận được người trước mặt có tu vi cao thâm. Nhưng thật kỳ quái, ba động của Ngọc Bàn lại không lớn, chứng tỏ đối phương không phải là siêu cấp cao thủ. Càng kỳ quái hơn là đối phương còn có thể tìm ra vị trí của lão, năng lực nhận biết mạnh mẽ bậc này sao có thể là kẻ yếu. Ngu Thượng Nhung nói, theo lời ngươi, ngươi có thể ra tay giết người nhưng lại không cho phép người khác giết ngươi. Lời ngụy biện như vậy cũng nói ra được. Lão giả lưng còng nhìn Ngu Thượng Nhung, âm trầm nói, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, khom người nói với Lục Châu, sư phụ, loại người hồ đồ ngu xuẩn này không xứng để người tự mình xuất thủ. Giao cho đồ nhi nhất định sẽ chém rụng đầu hắn. Biểu tình, trên mặt lão giả lưng còng không được tự nhiên. Lục Châu khoát tay nói, nhìn xem là được. Vâng. Ngu Thượng Nhung cung kính lui sang một bên. Hắn là đồ đệ của ngươi. Lão giả lưng còng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1325. Lời còn chưa dứt, lại một người nữa mang theo đôi cánh dài rộng từ xa bay lướt tới. Sư phụ, Tư Vô Nhai dừng lại nói, tiểu sư muội không có việc gì. Lão giả lưng còng lại thử cảm giác thực lực Tư Vô Nhai. Vẫn chưa tới thập diệp, nha đầu kia cũng là đồ đệ của ngươi. Lục quang trong mắt lão giả càng lúc càng tăng, vận khí đúng là không tốt. Hoàng cung lớn như vậy, đi chỗ nào cũng gặp phải đồ đệ hắn. Lão giả lưng còng đã mặc định đẳng cấp của Lục Châu rất cao. Lục Châu nói, người vừa rồi ngươi định giết chính là đồ nhi của lão phu. Lão giả cười ha hả, xem ra ta đã xem thường các ngươi rồi. Ngươi vừa ra tay đã ép người vào đường chết, lão phu chỉ lấy đi một mệnh cách của chủ tử ngươi đã là rất nương tay. Lão phu không ngờ hắn lại không biết hối cải. Lão giả lưng còng lắc đầu nói, lão nô báo thù cho chủ tử là việc thiên kinh địa nghĩa. Lão nô cảm thấy người nên hối cải không phải thiếu chủ, mà là ngươi. Lục Châu mặc kệ lão, lấy thái hư kính ra. Thái hư kính chiếu rọi kim quang bắn thẳng về phía lão giả lưng còng khiến lão theo bản năng bay ngược ra sau hòng né tránh. Lục Châu lăng không bay lên, tay phải cầm thái hư kính chiếu rọi vào người lão. Tư Vô Nhai nhắc nhở, sư huynh, lui lại. Hắn lo lắng lão già này sẽ thừa cơ sư phụ chưa sẵn sàng mà bắt bọn hắn làm con tin, như vậy sư phụ sẽ rơi vào thế bị động. Ngu Thượng Nhung hiểu ý, lập tức cùng Tư Vô Nhai bay lùi về sau, nhập vào đám người Vu Chính Hải và mấy vị hộ pháp Ma Thiên Các đang từ xa bay tới. Tốc độ của lão giả lưng còng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Khi kim quang rọi lên người lão, sau lưng lão chỉ xuất hiện một cái bóng mờ, bản thể không hề hiện ra. Lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa đủ thực lực nhìn trộm tu vi của ta. Lục Châu thản nhiên nói bây giờ còn quá sớm. Bàn tay Lục Châu xuất hiện lam quang truyền vào thái hư kính. Lam quang dọi vào thân ảnh lão giả. Sau lưng lão giả xuất hiện một cái bóng mờ từ từ trở nên rõ ràng, đó là một khôi nô, phía sau khôi nô mới là pháp thân của lão. Pháp thân tỏa ra làn khói xanh lượn lờ tựa như dây lụa kết nối thanh sắc tinh bản và bản thể. 36 hình tam giác trên tinh bản nở rộ như hoa cúc, thanh quang che khuất đi khu vực mệnh cách. Dưới chân pháp thân là tòa thanh liên, mệnh cung được lam quang của Lục Châu chiếu dọi nên bại lộ ra rõ ràng. Trong mệnh cung có 13 mệnh cách đang tỏa quang mang. Khác với Lam Hy Hòa một chút, ngoại trừ là cường giả 13 mệnh cách, lão, giả lưng còng còn là thập nhất diệp. Lam Hy Hòa từng nói, con đường tu hành của nàng xảy ra sự cố, cảnh giới tiếp theo của 12 mệnh cách lẽ ra phải là thập nhất diệp. Rõ ràng lão giả lưng còng đã khai thập nhất diệp thành công rồi thuận lợi tiến vào 13 mệnh cách. Mỗi 12 mệnh cách có thể mở được một diệp. Trong lòng Lục Châu khẽ động, Lục Châu thu hồi thái hư kính, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ đối phương có 13 mệnh cách, lại còn có khôi nô phòng thân.
Lão giả lưng còng vừa tức giận vừa kinh ngạc, Lam Quang. Ngươi có thể nhìn trộm pháp thân của ta. Lão Phu còn tưởng là ngươi rất lợi hại. Chỉ là 13 mệnh cách lại dám lớn lối như vậy. Lục Châu nói, khẩu khí không nhỏ. Ngươi chính là người có thể chiến thắng cường giả 13 mệnh cách. Ở Thanh Liên giới cũng có truyền thuyết về Lão Phu sao? Ta nhổ vào. Thân ảnh lão giả lấp lóe, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt Lục Châu. Nơi xa, các tu hành giả đang quan sát cũng lộ vẻ hưng phấn. Mau nhìn xem, Lục các chủ lại sắp treo đối thủ lên mà đánh kìa. Vẫn là phong cách cũ, chưa từng thay đổi. Hạ Trường Thu cũng mỉm cười quan sát trận chiến sắp diễn ra, trong não hải đã soạn sẵn hơn 10.000 chữ vỗ mông ngựa. Nhưng mà, lão giả lưng còng tung ra thanh trưởng, ngọc bàn trong tay bắn ra làn khói xanh. Lục Châu nhấc tay ngăn trở thanh trưởng nhưng làn khói xanh vòng qua trưởng ấn đâm thẳng vào cương khí hộ thể. Dưới sự va chạm mạnh, Lục Châu bị chấn bay ngược ra sau. Đỡ đòn chí mạng trừ một thẻ, lần thứ nhất giao thủ, hoàn toàn không kịp đề phòng. Không ngờ tốc độ của lão giả lại nhanh hơn cả Lam Hy Hòa, Lục Châu ổn định lại thân hình nhìn lão. Lão giả lưng còng cười nói, cố làm ra vẻ, chẳng có chút phong phạm cao thủ nào. Đây là lực lượng mệnh cách gì? Lục Châu hỏi. Vẫn chưa tới lúc sử dụng lực lượng mệnh cách đâu. Lục Châu không biết lực lượng mệnh cách cao nhất của đối phương là gì, nếu là mệnh cách cùi bắp thì sử dụng thẻ hàng cách sẽ rất lãng phí. Hơn nữa lão giả này còn có khôi nô hộ thân, cực khó đối phó. Tuy cũng là 13 mệnh cách như Lam Hy Hòa nhưng lão giả có nhiều hơn một liên diệp, tu vi đã gia tăng về chất. Đừng lo lắng, các chủ chỉ đang làm nóng người thôi. Mọi người nhìn đi, chẳng phải các chủ không có việc gì sao? Hạ Trường Thu bình thản nói, ngươi không nói ta chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng ngươi nói vậy ta lại thấy bắt đầu lo lắng. Mạnh Trường Đông lườm hắn một cái. Chương 1326. Chỉ riêng Nhan Chân Lạc là lo lắng không thôi. Đối thủ rất mạnh, các ngươi không lo lắng thì thôi, nhưng có thể đừng nói mấy câu đùa cợt như vậy được không? Ách, đâu có đùa cợt, những lời này ta nói từ tận đáy lòng mà. Nhan Tả Sứ hiểu lầm ta rồi, các chủ là người có thể khiến Hắc Tháp tập thể hạ thấp, danh chấn Hắc Liên giới, ta sao có thể đùa kiểu này? Nhan Chân Lạc nghe vậy bèn nói, xin lỗi. Không sao, ngươi cứ nhìn là, được. Đây chính là thế giới của cường giả. Không ai từng được nhìn thấy thực lực chân chính của các chủ. Từ khi các chủ giết chết Diệp Chân, ta đã biết lão nhân gia người thích nhất là giả heo ăn thịt hổ. Hạ Trường Thu giải thích. Lão giả lưng còng nhìn về phía mấy người quan chiến đang vui vẻ trò chuyện, trên mặt đám người chẳng hề có vẻ lo lắng. Trong lòng không khỏi sinh nghi, do Thanh Thiền Ngọc ra, trả lại sinh cơ ngươi đã hấp thu, tự hủy đi 3 mệnh cách, việc này coi như xóa bỏ. Ngươi đang nằm mơ. Lục Châu nhướng mày hỏi. Đúng là muốn ăn đòn. Lão giả lưng còng lại vung ngọc bàn ra. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, thi triển 3 lần đại thần thông thuật vọt tới trên tường thành. Ngọc bàn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung như đĩa bay, tốc độ nhanh đến mức Lục Châu không kịp thi triển thẻ đạo cụ. Phật tổ kim thân. Tường thành bị phá thành từng mảnh nhỏ, hai chân Lục Châu tạo thành hai hố sâu. Hắn quay đầu tìm kiếm thân ảnh lão giả nhưng chẳng thấy đâu. Phía trên ngọc bàn nở rộ ra thanh liên, cơn mưa thanh quang ào ào chút xuống, ngọc bàn nặng tựa ngàn cân đè xuống. Phật tổ kim thân không ngừng bị đè bẹp, cuối cùng tiêu tán. Hạ Trường Thu kinh hãi. Nhan Chân Lạc cau mày nói, không đúng, mọi người mau tản ra, đây là trận kỳ thất tinh trận, mỗi người cầm một cái. Hắn nhanh chóng phân phát trận kỳ cho mọi người. Tư Vô Nhai nói, vô dụng thôi. Tu vi của đối phương quá cao. Triệu Hồng Phất có thuộc hạ. Triệu Hồng Phất thu liễm dáng vẻ tùy tiện thường ngày, sắc mặt trầm trọng đáp. Lấy trận bố phù văn ra, đệ tính làm gì? Vu Chính Hải hỏi. Rời đi, mọi người đi trước đi, ta ở lại. Vu Chính Hải bay về phía trước mấy mét. Sao có thể thiếu ta? Ngu Thượng Nhung sóng vai đứng cạnh hắn. Tính cách của hai người tuy mâu thuẫn nhau nhưng lại có một điểm chung. Bọn hắn từ xưa đến nay đều không thích thay đổi quyết định của mình. Lão giả lưng còng cười ha hả nói, đây chính là cao thủ một chiêu đánh bại 13 mệnh cách. Muốn trách thì hãy trách ngươi không có mắt, đắc tội thiếu chủ. Lên, bên dưới đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Hả, lão giả lưng còng cả kinh. Một lam sắc trường ấn cực lớn xuất hiện, kẹp chặt lấy ngọc bàn bay lên không trung.
Lục Châu biết đối phương có thể vượt qua thực lực 13 mệnh cách đều là nhờ có ngọc bàn này. Lục Châu sử dụng thái huyền chi lực khống chế ngọc bàn, tựa như khi còn ở Bồng Lai đảo dùng tay nâng cả tòa đảo lên không. Đám người Ma Thiên Các lên tiếng kinh hô. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn thấy Lam trưởng kia xuất hiện nâng ngọc bàn lên như đang nâng bầu trời, ai nấy đều sững sờ phát ngốc. Hạ Trường Thu không kìm lòng được tóm lấy cánh tay Nhan Chân Lạc. Nhan Chân Lạc lập tức phủi tay hắn ra, chuyên tâm quan sát Lam trưởng đang bay cao vút lên tầng mây. Lão giả lưng còng muốn khống chế ngọc bàn nhưng lại phát hiện ngọc bàn bị kẹp chặt vô cùng. Thân ảnh lão nhoáng lên, xuất hiện đối diện Lục Châu. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Lục Châu lập tức vung ra một tấm thẻ lôi cương. Lam trưởng biến mất. Đúng như Lục Châu dự đoán, lão giả lưng còng không xem trưởng ấn lôi cương ra gì mà chỉ lo thu hồi ngọc bàn. Đúng lúc này, thiên lôi cuồn cuộn từ trên không đánh xuống. Lão giả lưng còng nâng ngọc bàn lên chống đỡ. Ầm. Lão cảm giác được cánh tay tê dần, lôi cương theo ngọc bàn truyền xuống thân thể hắn. Phốc. Trái tim lão đập nhanh kịch liệt, nhưng lực lượng bên trong lôi cương quá lớn, chấn vỡ kỳ kinh bát mạch của lão, lực lượng cường đại đến quỷ dị đánh bật hắn văng ra ngoài. Lục Châu thi triển đại thần thông thuật đuổi tới, lăng không quan sát lão giả. Lão đầu này đúng là may mắn, không kích phát 1% tất sát kia, chỉ bị trọng thương. Gân mạch đã đứt đoạn, lão giả không cách nào khống chế nguyên khí, chỉ có thể rơi thẳng xuống đất. Cao thủ đại nội bốn phía lập tức bay tới, dùng trường mâu đâm vào lão giả nằm im dưới mặt đất. Lão cuộn người lại, toàn thân đầy máu. Lục Châu hạ lệnh, tản ra. Hắn biết lão giả không dễ dàng chết như vậy. Có khôi nô hộ thể và 13 mệnh cách, thiên giới bà sa lại có thể hấp thu sát thương chí mạng, cho dù kích phát 1% tất sát cũng chỉ có thể lấy đi mệnh cách hoặc khôi nô của lão. Đám cao thủ đại nội vội vàng lui lại. Trong tay Lục Châu xuất hiện một tấm một kích chí mạng và một tấm thẻ lôi cương. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến việc tiết kiệm điểm công đức. Đúng lúc này, ngọc bàn đột nhiên tỏa ra quang mang, lão giả lưng còng bỗng dưng mở mắt. À, lão kêu lên một tiếng, hoàn toàn không có phong phạm cao thủ 13 mệnh cách, sau đó đứng bật dậy như cương thi, phát tiết cương khí từ phía. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1327. Đám cao thủ đại nội bị đánh bay chỉ trong giây lát, lực lượng mệnh cách bao bọc lấy toàn thân lão giả. Thương thế trên người lão khỏi hẳn chỉ trong chớp mắt. Lão giả phóng thẳng lên không trung, hét lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta, đây chính là lực lượng mệnh cách mạnh nhất của ta. Chữa trị, Lục Châu còn đang suy nghĩ, lão giả đã biến mất. Lần đầu tiên giao thủ với 13 mệnh cách, hắn chưa có kinh nghiệm. Một cỗ cương khí cuốn tới, ngọc bàn đột nhiên xuất hiện dưới chân Lục Châu, đánh thẳng lên trời. Đây là lần đầu tiên ta thấy có cao thủ đánh ngang tay với các chủ. Lão giả lưng còng này không đơn giản nha, tu vi của chúng ta rất khó có thể bắt giữ được thân ảnh của lão. Nhan Chân Lạc thu hồi ánh mắt, nhìn Hạ Trường Thu đứng bên cạnh. Nghiêm túc nói, không có ai là vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này các chủ gặp phiền phức rồi. Đừng có diệt uy phong của phe mình, các chủ chỉ đang làm nóng người thôi. Hạ Trường Thu nói, đám người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tầng mây dày đặc đã che khuất tầm nhìn, bọn hắn chỉ nghe được tiếng. Động ầm ầm không ngừng truyền đến. Đằng kia kìa. Tiểu Diên Nhi đạp không bay lên, chỉ tay về phía chân trời nói, Tư Vô Nhai lập tức nhìn về phía đó. Hắn biết rõ Tiểu Diên Nhi tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản nên khả năng cảm ứng tốt hơn người bình thường nhiều. Quả nhiên, tại vị trí đó, ngọc bàn xuất hiện và đang hạ dần xuống. Lục Châu thi triển Thái Huyền chi lực, liên tục trưởng xuống 3 lần. Lam quang lóe lên khiến lão giả lưng còng không khỏi kinh hãi. Lão lập tức dùng lực chống đỡ ngọc bàn. Thái Huyền chi lực chỉ còn lại một nửa. Lục Châu trầm giọng nói, đến lúc kết thúc rồi. Hà, lão giả lưng còng không hiểu ý Lục Châu. Trong tay Lục Châu xuất hiện vị danh kiếm, Thái Huyền chi lực bao bọc lấy vị danh, Tử Lưu Ly trong tay phải khẽ động. Rắc, trong phương viên 100 mét, toàn bộ nguyên khí và không khí đều bị ngưng kết thành băng. Lão giả lưng còng giữ chặt lấy ngọc bàn, đến khi phát hiện thì đã muộn. Hợp cấp, toàn thân lão đã bị đóng thành băng, không cách nào điều động nguyên khí, lập tức rơi thẳng xuống. Lục Châu cầm vị danh kiếm,
vận chuyển thái huyền chi lực đâm xuống. Ầm. Vị danh kiếm thế như trẻ tre, kiếm cương màu lam sắc đầu tiên phá vỡ tầng băng, sau đó đâm xuyên qua ngọc bàn. Rắc. Trong mắt lão giả ngập tràn tơ máu, bờ môi không ngừng run run. Phá. Hơn 10 đạo lực lượng mệnh cách bắn ra, xuyên thủng tầng băng. Lão đau lòng nhìn ngọc bàn rồi tung ra một chưởng về phía Lục Châu. Hủy ngọc bàn của ta lấy mạng ngươi. Lục Châu thong dong nói, lôi cương. Lôi cương trưởng ấn từ trên trời thi nhau rơi xuống. Oành oành oành. Toàn thân lão giả tê dần, trái tim và linh hồn đều run rẩy. Ngươi chỉ có mỗi chiêu này. Một chiêu là đủ. Lão giả đập xuống đất, nện thành một cái hố hình người. Lục Châu thản nhiên nói, lão phu muốn xem là năng lực chữa trị của ngươi nhanh hơn hay lão phu nhanh hơn. Lôi cương. Lại một đạo lôi cương từ trên trời giáng xuống. Lão giả vừa ngẩng đầu lên đã bị bổ trúng, mái tóc lão dựng lên chẳng khác nào cây chổi. Tinh. Đánh giết Khôi Nô, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Đám người nhìn đến ngây ngốc. Hắn còn sống. Lực lượng mệnh cách của hắn là chữa trị, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lục Châu cực kỳ hài lòng gật đầu. Lôi cương rốt cuộc kích phát ra 1% khả năng tất sát. Bỗng nhiên ngọc bàn bị tổn hại lại xoay tròn rồi bay lên cao, ngăn trở lôi cương. Lực lượng mệnh cách của lão giả lại nở rộ, chỉ trong 2 hơi thở lão đã được chữa trị nguyên vẹn. Quá đáng, năng lực như vậy ai mà chơi lại? Đúng là quá đáng thật. Nhưng loại trị liệu này cũng có hạn chế, nếu lão gặp phải cao thủ cùng cảnh giới thì rõ ràng trời sinh đã yếu hơn người ta một phần. Sau khi được chữa trị, lão giả đạp đất bay lên như sao băng, gọi ra pháp thân thiên giới bà sa cao đến 125 trượng. Chỉ trong chớp mắt, lão giả mang theo pháp thân xuất hiện cách Lục Châu nửa mét, thanh sắc tinh bản toát ra khí thế như muốn rời non lấp biển. Lục Châu, lúc này nhỏ bé như một chiếc lá nằm lẻ loi trơ trọi giữa không trung. Ngay lúc thanh sắc tinh bản lượn vòng bay tới, Lục Châu hờ hững vung ra một tấm thẻ một kích chí mạng. Tuyệt thanh khí chí, kim sắc trường ấn từ trên trời ập xuống. Ngươi rốt cuộc cũng chịu đổi chiêu. Lão giả lưng còng âm trầm nói. Tinh bàn đánh về phía trường ấn. Ầm ầm ầm. Trường ấn không hề suy xuyển mà ngược lại. Thanh sắc tinh bàn vỡ vụn rồi tan biến trong hư không. Tuyệt thanh khí chí nặng nề nện vào vương miện trên đầu pháp thân thiên giới bà sa. Vương miện vỡ vụn, đầu của pháp thân cũng vỡ vụn. Phốc. Lão giả phun ra máu tươi. Đây là trường ấn gì? Trường ấn lấy mạng ngươi. Không sao cả. Ta có năng lực chữa trị. Xoẹt. Tuyệt thanh khí chí từ một hóa thành năm, ép chặt lấy lão giả tựa như nhốt lão vào một căn phòng khép kín. Oanh. Âm thanh rung chuyển như kình lôi. Tinh. Đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Tinh. Đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Chương 1328. Theo từng trường ấn dồn dập còn có tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng khiến đám người ma thiên các không rét mà run. Không phải đánh ngang tay sao? Ta nhìn thế nào cũng như đang treo người ta lên đánh. Thẩm Tất nói. Nhan Chân Lạc gãi đầu. Có. Có hơi giống bị nghiền ép. Chuyện này, hắn không dám tin, bèn tự nhéo mình một cái. Ui ra, không phải nằm mơ, tất cả đều là thật. Hạ Trường Thu dùng cùi chỏ thọc Nhan Chân Lạc một cái, Nhan Tả Sứ, thấy các chủ hung mãnh không? Dù vậy, lão giả lưng còng vẫn còn 8 mệnh cách và pháp thân thập nhất diệp, không thể sơ ý. Thừa dịp lão giả còn chưa kịp phản ứng, hư ảnh Lục Châu bay về phía trước, thái huyền chi lực bộc phát toàn bộ. Oanh! Sau khi đánh xong trường ấn này, Lục Châu gọi, Bạch Trạch. Tuy rằng Bạch Trạch không có lực tấn công và khả năng phòng ngự tốt như Bệ Ngạn, cũng không có tốc độ khoa trương như Đế Giang. Nhưng Lục Châu lại yêu thích nó nhất bởi vì năng lực của nó là bổ sung thần thông. Bạch Trạch đạp trên mây chạy tới, nhanh như chớp tới trước mặt Lục Châu. Hiểu được ý chủ nhân, nó sử dụng năng lực hồi phục thần thông, khí tức điểm lành trút xuống như mưa. Thái huyền chi lực khôi phục với tốc độ kinh người, lập tức trở nên sung mãn. Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đưa mắt nhìn nhau. Xem ra sư phụ không cần chúng ta rồi. Vu Chính Hải nói. Ngu Thượng Nhung nhìn lão giả toàn thân đầy máu nằm dưới đất, gật đầu nói, người này đã bị trọng thương. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện cuồng phong không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhan Chân Lạc lên tiếng nhắc nhở, mọi người mau lùi về sau. Chẳng lẽ lão giả này còn đòn sát thủ?
Kỳ Phong Hành nấp ở phía sau thò đầu ra hỏi. Nhan Chân Lạc giải thích, đây gọi là nguyên khí phong bạo. Một cao thủ tu hành khi đạt tới số lượng mệnh cách nhất định, đan điền khí hải sẽ trở nên mênh mông vô cùng. Một khi mệnh cách bị diệt, tu vi bên trong đan điền khí hải sẽ bị phóng xuất, trở về giữa thiên địa. Tu hành giả càng mạnh thì nguyên khí phong bạo càng lợi hại. Lão giả này bị hao tổn hơn 4 mệnh cách, nguyên khí phong bạo sẽ không nhỏ đâu. Mọi người khẽ gật đầu, nhanh chóng lùi ra xa. Thẩm Tất nói bổ sung, đôi khi nguyên khí phong bạo sẽ không xuất hiện, có một số cao thủ vì muốn bảo vệ mệnh cách mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn hắn sẽ dùng đủ mọi cách để giữ lại nguyên khí trong cơ thể. Chẳng hạn như tháp chủ Hạ Tranh Vanh, khi đối địch với các chủ, bị các chủ đánh giết một mệnh cách cũng không xảy ra tình trạng nguyên khí phong bạo. Trong lúc hai người thi nhau phổ cập kiến thức, nguyên khí phong bạo đã tàn phá bừa bãi khắp nơi. Các đại điện trong hoàng cung dù đã được đạo văn thủ hộ vẫn bị nguyên khí phong bạo tàn phá đến thê thảm. Sau khi phóng thích ra cơn mưa điềm lành, Bạch Trạch bay về phía đám người Ma Thiên Các. Thái huyền chi lực của Lục Châu được khôi phục, nguyên khí phong bạo cũng dừng lại. Lão giả lưng còng đột nhiên đứng lên, bộc phát lực lượng 8 mệnh cách đánh về phía Lục Châu. Lục Châu không dám khinh thường, lập tức xuất trưởng. Ầm. Lão giả lưng còng không hề sợ hãi, ngạnh kháng Thái huyền trưởng ấn. Rắc. Ai nấy đều có thể nghe rõ tiếng xương cốt gãy vỡ, nhưng dường như lão không có cảm giác đau đớn, miệng phun máu nhưng vẫn tiếp tục bay vọt lên. Lục Châu lại vung trưởng. Lão giả lưng còng bỗng nhiên nói, vì sao ngươi không dùng toàn lực? Hả? Ngươi muốn tra tấn ta? Trong mắt lão giả, khi lão là 13 mệnh cách cũng không phải là đối thủ của Lục Châu. Hiện tại lão chỉ còn 8 mệnh cách, lẽ ra không thể chống cự lại được mới phải. Vì thế lão cho rằng Lục Châu đang tra tấn mình. Ngươi muốn chết thì lão phu thành toàn cho ngươi. Lục Châu tung trưởng. Phanh. Lão giả lưng còng cứ thế không ngừng công kích rồi không ngừng bị đánh bại. Sau 5 trưởng liên tục, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Châu, biến thái. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lục Châu lắc đầu, nói đi, chủ tử nhà ngươi có lai lịch gì? Lão giả cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn khắp hoàng cung. Ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới việc này. Ngươi đã đắc tội Tần gia, thù này đã kết. Lão giả nói. Lục Châu lại lắc đầu. Thế thì sao? Thì sao? Đương nhiên là Tần gia sẽ lột da rút xương ngươi để báo thù cho ta. Hai mắt lão giả toát ra lục quang. Tư Vô Nhai đứng đằng xa đột nhiên lên tiếng. Ngươi nghĩ nhiều. Ngươi không có tư cách xen vào. Lão giả tức giận, quay đầu lại quát. Thủ hạ bại tướng còn dám càn rỡ. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Ta nói ngươi nghĩ nhiều, ngươi không tin sao? Từ trang phục và lời nói của ngươi, có thể thấy ngươi chỉ là một con chó của Tần gia. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chủ nhân ngươi nhất định sẽ vì một con chó dại cắn người lung tung mà đi báo thù? Lão giả lưng còng tức giận nói, lão nô là một trong tứ đại quỷ bộc của Tần gia, cực kỳ trung thành. Thiếu chủ bị mất đi một mệnh cách, thù này còn chưa báo lại kết thêm thù mới. Cho dù thiếu chủ không báo thù cho ta thì 3 vị quỷ bộc khác có giao tình sinh tử với ta cũng sẽ trả thù. Ta không sợ chết, dùng một mạng của ta đổi lại mạng của tất cả các ngươi là đủ rồi. Ha 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 ha. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1329. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, ta phải uốn nắn lại sai lầm của ngươi mới được. Thứ nhất, mặc kệ ngươi là đại quỷ bộc hay tiểu quỷ bộc thì hạ nhân vẫn là hạ nhân. Trong mắt chủ nhân, hạ nhân chẳng khác gì con chó bọn hắn nuôi, vĩnh viễn cũng không có cơ hội được bình đẳng với chủ. Không cần phải phủ nhận việc này, tuy tu vi ngươi cường đại nhưng ngươi nghĩ lại xem, thiếu chủ mà ngươi tôn trọng đã mắng mỏ ngươi bao nhiêu lần. Thứ hai, đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng chó vẫn là chó thôi. Nếu chó nhà mình nuôi gây ra tai họa, không cần chờ người ngoài đánh chết, chủ nhân của nó nhất định sẽ ra tay trước. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Từ đầu đến cuối ngươi đều sai ở trọng điểm, đó chính là Tần gia đã đắc tội gia sư. Tin lời ta đi, kẻ gặp tai họa ngập đầu chính là Tần gia của ngươi đó. Ngươi vì Tần gia mà gây ra mầm họa lớn, ta cho rằng nếu ngươi còn sống, chủ nhân của ngươi cũng sẽ xách theo đầu ngươi đến quỳ gối trước mặt gia sư để nhận tội. Tư Vô Nhai nói xong, xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh. Từng câu nói như đâm vào tim gan đối phương, Hạ Trường Thu không nhịn được phải vỗ tay một tràng.
Trong mắt lão giả lưng còng lập lòe lục quang. Lão phóng lên tận trời rồi xuất hiện ở trước mặt Lục Châu. Được, vậy thì chúng ta đồng quy vu tận. Nói xong, toàn thân lão giả bắn về phía Lục Châu như một mũi tên, khắp người lão tỏa ra một luồng khí thể quỷ dị màu lục. Lục Châu phất tay áo, lắc đầu nói, lão phu bách độc bất xâm. À, Lục Châu tung trưởng, trưởng ấn như núi đập thẳng vào người lão giả lưng còng, đồng thời vị danh kiếm trong tay đâm tới. Hỏa diễm bốc lên, nghiệp hỏa. Lão giả giật mình kinh hãi, hắn còn cho rằng Lục Châu sẽ tiếp tục dùng chiêu thức cũ đối phó hắn, lập tức na di tránh né. Lục Châu cũng đoán được, cấp tốc thi triển lực lượng mệnh cách của đế giang na di theo, chém xuống một kiếm. Nào ngờ, lão giả đột nhiên nhe răng nói, ngươi chậm. Cường giả trên 12 mệnh cách không nên chậm như vậy. Trưởng ấn đánh về phía bả vai Lục Châu. Mà chính lúc này, vị danh kiếm đột nhiên biến dài, lại lần nữa chém tới. Xoẹt, kiếm chém vào cánh tay lão giả. À, trưởng ấn kia vừa đánh vào người Lục Châu đã cảm nhận được một tầng cương khí bảo hộ màu xanh lam, toàn bộ trưởng lực bị chấn bay. Lục Châu thuận thế lướt tới, không cho lão giả thêm cơ hội nào. 6 mệnh cách cộng thêm thái huyền chi lực và vũ khí hợp cấp, hẳn là có thể đối phó một cường giả 8 mệnh cách đã bị thương. Lục Châu quay đầu nhìn đám người Ma Thiên Các, trầm giọng, nói, nhìn cho kỹ. Trong mắt mọi người lộ vẻ chờ mong. Lục Châu bắt đầu huy kiếm, quy nguyên kiếm quyết. Là quy nguyên kiếm quyết của nhị sư huynh kìa. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, thần thái trong mắt Ngô Thượng Nhung lóe sáng. Hắn nhớ đến lúc còn học nghệ trên Kim Đình Sơn, sư phụ lần đầu tiên làm mẫu cho hắn xem. Khi đó người dùng kiếm gỗ, dưới cơn gió tuyết người không hề điều động nguyên khí, chỉ dùng kiếm gỗ để đánh bay toàn bộ bông tuyết. Nhiều năm đã qua đi, nhưng sư phụ vẫn là sư phụ, kiếm thuật vẫn cao siêu như vậy. Tuyết mãn thiên sơn, kiếm ý vô ngân. Chiêu nhập tam hồn của Ngô Thượng Nhung là từ một hóa ba, ba thân ảnh xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau tạo ra cảm giác mông lung và uy lực cực lớn. Mà chiêu này của sư phụ lại biến thành 12 đạo thân ảnh, đông tây nam bắc bốn hướng, mỗi hướng có ba thân ảnh khiến người hoa cả mắt. Trong mắt lão quỷ bộc tràn ngập tia máu và không cam lòng. Rõ ràng lực lượng của đối phương không mạnh nhưng vì sao luôn có thể khắc chế hắn. Nhìn bóng ảnh đầy trời và kiếm cương trút xuống như mưa, lão quỷ bộc quát lớn một tiếng, trường ấn bộc phát bắn ra liên miên tán loạn. Phanh phanh phanh, vô kiếm chi đạo, vạn vật là kiếm. Mấy chục triệu đạo kiếm cương phủ đầy không trung, nhưng chỉ có ba đạo kiếm cương tỏa ra lam quang. Toàn bộ kiếm cương đồng loạt đâm vào lão quỷ bộc. Lão quỷ bộc gào thét điên cuồng, liều mạng chống cự. Lão dốc toàn lực đánh bay đám kiếm cương. Lục Châu dừng lại, kiếm cương trong tay đình chỉ. Những đạo kiếm cương tràn ngập không gian rốt cuộc cũng bị lão quỷ bộc 8 mệnh cách đánh tan. Lão không dừng lại mà theo quán tính vẫn vung tay liên tục, nhưng đã không còn trưởng ấn nào xuất hiện. Miệng lão không ngừng kêu gào tựa như người điên, toàn thân đều là vết kiếm và máu tươi. Đến khi đã kiệt sức, lão dừng lại thở hồng hộc. Đúng lúc này, trên không trung có ba đạo kiếm cương đâm thẳng xuống, xoẹt xoẹt xoẹt, đâm xuyên thân thể lão. Đây là ba đạo kiếm cương có ẩn chứa thái huyền chi lực bên trong. Lục Châu chờ chính là lúc này. Trên lưng lão quỷ bộc lưng còng phun máu xối xả, toàn thân rung động. Đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, mà lão phu chỉ mới bắt đầu. Ngươi, Lục Châu không để ý đến lão mà quay đầu hỏi Ngô Thượng Nhung, đã lĩnh hội chưa? Ngô Thượng Nhung khom người đáp, đồ nhi đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tinh, chỉ đạo Ngô Thượng Nhung, thu hoạch được 500 điểm công đức. Chương 1330. Dưới tác dụng của vạn thế sư biểu, Ngô Thượng Nhung cảm ngộ rất sâu, trong não hải không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng 12 đạo thân ảnh lấp lóe trên không. Lục Châu nhìn về phía lão quỷ bộc, trước đó hắn đều dùng thẻ đạo cụ, hiện tại đến lúc dùng thực lực chân chính rồi. Lục Châu điều động thái huyền chi lực bám vào kiếm cương, sau đó lao về phía lão quỷ bộc. Khắp nơi đều là bóng ảnh, khi toàn bộ bóng ảnh hợp nhất, một kiếm phá thiên chém xuống. Lão quỷ bộc run rẩy dùng liên tọa để che chắn, 11 mảnh liên diệp lượn vòng bay ra. Phanh phanh phanh, Lục Châu huy động vị danh kiếm, mỗi kiếm chém một diệp. 11 mảnh liên diệp lập tức bị chém làm đôi, Lục Châu lui về sau mấy chục mét, cánh tay tê dần.
Quả nhiên thập nhất diệp rất lợi hại, nếu không có vị danh kiếm hợp cấp thì không cách nào chém được liên diệp của lão. Lão quỷ bộc ủ rũ lắc đầu, buông xuôi hai cánh tay. Ngươi thắng. Lão từ bỏ chống cự. Lục Châu vung kiếm, lần này là kim sắc kiếm cương lần lượt đâm vào thân thể lão, liên tục đánh giết bảy mệnh cách. Lão quỷ bộc vẫn không cảm thấy đau đớn như đang dùng một loại vu thuật nào đó, che chắn mất cảm giác đau. Nhưng lão có thể cảm nhận được pháp thân thiên giới bà sa đang không ngừng co lại. Chờ một chút, chỉ thêm một kiếm nữa thôi là lão sẽ mất mạng. Lục Châu nói, trước khi chết ngươi có di ngôn gì? Ta có thể nhìn pháp thân thật sự của ngươi một lần được không? Trong mắt lão quỷ bộc lộ vẻ chờ mong. Lần sau đi. Lục Châu giơ kiếm lên. Khụ khụ khụ. Kỳ thực ta còn nhớ một điều. Lão quỷ bộc tựa như hồi quang phản chiếu, gắng gượng nói ra một lời sau cùng trong khi sinh cơ đang cấp tốc rút ra khỏi thân thể. À, ta hình như đến từ kim liên giới. Sau đó âm thanh im bặt. Lục Châu còn chưa động thủ, lão quỷ bộc đã đoạn khí, đầu nghiêng sang bên, thân thể rơi thẳng xuống đất. Trong lòng Lục Châu khẽ động, đến từ kim liên giới. Điều này khiến Lục Châu nhớ tới Triệu Hồng Phất. Theo lời nàng, Hắc Liên Giới từng đến kim liên giới, cướp đi một số hài tử, sau đó mang về tiến hành bồi dưỡng và đồng hóa. Chỉ là, vì sao bọn hắn lại làm như thế? Bồi dưỡng người của mình chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, rồi còn phải đồng hóa. Tu hành giả kim liên giới không mạnh, chẳng có lý nào bọn hắn lại ham muốn gen của kim liên giới. Mà lão quỷ bộc là người sắp chết, không cần phải nói dối việc này làm gì. Đám người Ma Thiên Các đứng ở đằng xa quan chiến, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một bộ kiếm thuật nước chảy mây trôi, đang phong tạo cực, lão quỷ bộc vừa đụng phải đã thất bại triệt để, dù lão là 13 mệnh cách, lại có khôi nô. Ngu Thượng Nhung nhìn thi thể lão quỷ bộc, trong đầu không ngừng xuất hiện cảm ngộ. Lão quỷ bộc phải phân giải tòa liên tọa mới tách được 11 mảnh liên diệp để phát huy ra một kích sau cùng. Bản thân Ngu Thượng Nhung không có liên tọa, vậy chẳng phải là có thể dễ dàng sử dụng chiêu thức này rồi. Lại thêm sư phụ thi triển quy khứ lai hề nhập tam hồn khiến hắn được lợi ích không nhỏ. Đúng là biển học vô bờ. Ngu Thượng Nhung cảm thán nói, xem ra con đường kiếm đạo của ta còn phải đi rất xa. Nhị sư đệ đừng nhụt chí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu là đao pháp thì không cần phải phức tạp như vậy, chỉ cần ba yếu tố nhanh, độc, chuẩn là đủ. Vu Chính Hải nhìn thấy gương mặt công tử vô song của sư phụ, trong lòng vẫn đang kinh ngạc không thôi. Tốc độ đương nhiên quan trọng, nhưng phương thức và kỹ xảo cũng không thể thiếu được. Nếu đao pháp dễ dàng như vậy, vì sao sư phụ không chọn dùng đao mà lại dùng kiếm? Ngu Thượng Nhung nói, đó là vì sư phụ không có đao, chỉ có kiếm. Vu Chính Hải cãi lại. Suy cho cùng người Ma Thiên Các chưa từng nhìn thấy Lục Châu sử dụng đao, cây đao Lục Châu có cũng đã cho Phan Trọng rồi. Ngu Thượng Nhung nói, cho dù có đao, sư phụ cũng sẽ không dùng. Lại nữa rồi. Đám người Ma Thiên Các đã quá quen với cảnh này, ai nấy đều lắc đầu bó tay. Hạ Trường Thu dùng cùi chỏ thọc Nhan Chân Lạc một cái. Quen là được. Nhan Chân Lạc tò mò nói, một người ngoài như ngươi vì sao lại hiểu rõ các chủ hơn cả đám người Thẩm Tất thế? Nhan Tả Sứ có điều chưa biết, việc này rất dài dòng, phải nói từ lúc ở Thiên Liễu Quan. Vậy thôi cứ nói thẳng vào Ma Thiên Các đi. Ách! Tư Vô Nhai cười cười, đạp không bay về phía sư phụ. Sau khi kiểm tra thi thể lão quỷ bộc, hắn đứng lên chắp tay nói, sư phụ, lão đã chết rồi. Lục Châu gật đầu, thu dọn đi. Vâng. Đám cao thủ đại nội xung quanh nhanh chóng bay tới, bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa cưỡi trên lưng Bạch Trạch bay tới trước mặt Lục Châu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện với bộ dạng mới của sư phụ, Hải Loa vẫn cảm thấy có chút gượng gạo khó xử. Đặc biệt là Tiểu Diên Nhi, nàng kinh ngạc đến há hốc mồm. Sư phụ, đây thật sự là sư phụ.